gì mà thúi láo của mình. Quá trời thúi luôn rồi. Ui hết hồn con nhỏ này. Đi đâu mà ở đây? Không đi học hả? Ờ, này biết thầy đi học đâu, mình sớm. À, có làm được bài không? Anh hỏi em có làm được bài không hả? Tất nhiên là được rồi. Nói không phải khoe nha, câm câu trách nhiệm không? Em tự tin làm được 95 câu. 95 câu? Vâng, vâng. Giỏi, giỏi. Không uổng công anh cho em đi ăn học đấy. Trời ơi, nó một bài em không người ta lại kêu em gái thánh tử ngu ngu kỳ lắm. Được đấy. Gì? Thưởng đi. Thưởng cái gì? Thì làm được bài thưởng rồi chứ. Em muốn anh thưởng cái gì đây? À, lâu rồi hai anh em mình không đi ăn chung với nhau đúng không? Ừ. Để mình đi ăn đi. Cũng được, thôi mình đi. Đi. Xúc xích đây, xúc xích tươi ngon béo ngậy 10.000 hai cây mới chiên nóng hổi đây mọi người ơi. Mãi vô, mãi vô, mãi vô. Ôi cái thằng này. Cho con một cái bao tay được không? Hôm nay con đi bán mà còn quên mang mất rồi. Ngày nào cũng xin, cũng xin. Tao cho mày lần cuối cùng nghe chưa? Xin hai à. Con cảm ơn. Ba là xúc xích bò, mẹ là xúc xích heo, con là xúc xích gì? Thôi thì nấu chung luôn. La 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 la. Ăn với mì ăn liền. Đấy. Thơm ngon nha. Rồi để khứa ra nào. Hay nhá. Xúc xích của mày sao mà ăn với mì ăn liền vậy? Ôi giời ơi, xúc xích của con á, muốn ăn với gì chả được, miễn sao nó ngon là được rồi. Ăn với tương ớt là ngon nhất, cô thấy như vậy đó. Ờ, cũng đúng, nhưng mà con vẫn thích ăn với mì ăn liền hơn. Ê, mà cô hỏi nhỏ nè. Mày bán một cây bao nhiêu tiền vậy? Trời ơi, một cây này á, con bán 15 ngàn đó cô. 15 ngàn á? Ừ. Trời ơi, mắc vậy. Mắc hả? Ừ, xúc mắc xích này vậy. Là xúc xích xịn mà, sao mắc được? Không mắc đâu. Cô bán 10 ngàn hai cây. Ủa, xúc xích của cô là xúc xích gì mà bán 10 ngàn? Xúc xích của cô nhà tự làm tươi ngon, thơm béo ngậy luôn, 10 ngàn hai cây. Vậy hả? Cô không? Wow. Đông người mua không? Ồ. Anh Xu Hà, Xu Hà. Hả? Phía trước cô bán đồ ăn giặt kìa. Ờ, hình như xúc xích hay sao á. Anh dẫn em đi ăn đi. Ờ, đi đi. Cô ơi, xúc xích bao nhiêu tiền cây hả cô? 10 ngàn hai cây cháu. Ôi, anh Xu Hà rẻ ghê. Rẻ nhờ. Thường hả, em ăn một cây là 10 ngàn, có mà ở đây hả? Hai cây có 10 ngàn, rẻ ghê luôn á. Biết sao không? Nó rẻ lý do là cô tự tay cô làm, thơm ngon béo ngậy, nguyên chất thịt không đó con à. Ui, rẻ ghê luôn á. Cô mua mấy cây được cô lấy cho. Mà con hai cây. Rồi, hai cây đúng không? Dạ. Đây đây đây, cô cho hai loại tương luôn. Dạ. Vừa tương cà đây, thêm tương ớt nữa. Nhiều tương ớt xíu cho cô. Rồi, cho nhiều luôn, được chưa? Dạ. Hết đây. Con xin thêm nha. Được được được, của con hai cây đây. Dạ, con xin. Đây kia ngồi đi con. Dạ. Anh xúc vào. Anh xúc không? Thơm lắm luôn nè. Ừ. Nhưng mà xúc xích sao rẻ đó nhỉ? 10 ngàn hai cây. Anh cảm thấy nghi nghi sao á? Nữa. Anh lại coi tóp tóp quá 180 phút rồi. Thôi, bây giờ anh qua bên kia anh mua đây. Ơ, à, không ăn thiệt à? Rẻ phải không ăn hả? À? Cái ông anh trai này suốt ngày đang đi. Rất ngon gì mà chê. Thiệt hết nói nổi. Sao? Ngon đúng không con? Thơm ngon béo ngậy, cô làm tuyệt vời luôn. Đúng là ngon thật cô ạ. Cho con hai cây nữa, nha nha nha. Có liền, hai cây của con đây. Ôi xin. Anh thêm tương không con? Có, trời ơi. Cô cho này, tương ớt nhiều. Xúc xích đây. Ủa, củ cải này bán xúc xích đây à? Ờ, vào ủng hộ bạn đi chứ. Mới bán được tuần này. Vậy hả? Ừ. Mà xúc xích nhiêu cây vậy? 15 ngàn cây à. 15 ngàn hả? Bên kia bán rẻ có 10 ngàn hai cây kìa. Trời ơi, xúc xích của tôi là xúc xích thương hiệu CP này. Yên tâm đi, đảm bảo an toàn. Vậy hả? Ờ, tôi còn bán kèm thêm cả dưa chua nữa này. Vậy cho tôi một cái đi. Một cái hả? Ờ, cho tôi một cái đi. Để chiên luôn nha. Ăn trước xem sao, không biết có ngon không đây. Ok, ok, bật bếp lên nè. Đấy.
này. Chù. Ui, nó nở ra kìa. Rồi rồi rồi, để tôi giảm lửa tí nha. Nó đỡ nổ. Đấy, ý, thơm chưa, thơm chưa? Thơm thế. Người thấy mùi thơm chưa? Đây, chín rồi này. Đó. Đây, để tớ xiên cho bạn nhá. Đây, để tớ lấy thêm dưa chua với tương ớt cho bạn nhá. Ồ, dưa chua nhìn ngon thế nhỉ? Tươi lắm. Tương ớt nữa này. Đó. Còn đây là tương cà nhá. Đây, mời khách xơi. Ồ, nhìn hấp dẫn thế. Ừ. Để thử miếng nào. Ngon không? Công nhận ngon thật đấy. Để mình thử ăn miếng dưa chua xem nào. Thử ăn thử đi. Dưa chua ăn vừa miệng đấy. Tất nhiên là ngon rồi. Tớ mà làm là đảm bảo chất lượng luôn. Lấy công làm lời thôi. À, mà tôi hỏi này. Tiệm ông bán 15 ngàn một cây. Còn tiệm cô bên kia bán 10 ngàn hai cây. Thì sao ông có khách được? Trời ơi, chủ yếu là bán khách quen thôi ông ơi. Vậy hả? Con gửi cái chét tính tiền mấy cái này cho anh cháu nha. Rồi rồi rồi, để con đếm đũa nào. 10 nè, 20 nè, 30 nè, 40, 45 ngàn. Rồi, của cháu 45 ngàn nha. À, tôi tính tiền nha ông bạn. À, tôi xin. Này cháu ơi, em của cháu ăn bên quán của cô hết 45 ngàn xúc xích nha. Hả? Cái gì? Em ăn gì mà nhiều vậy Linh Nhi? Thì có gì đâu, lâu lâu anh mới dẫn em đi ăn nên em phải tận dụng chứ. Trả tiền đi. À, vậy thì con đưa 60 nè. Cô về bạn được chia nha. Rồi, được cô chia cho. Này, của mày 5 ngàn này. À cô quên 15 ngàn. Đúng rồi. Đây, xúc xích đây, xúc xích đây. Xúc xích tươi ngon đi mọi người ơi. Xúc xích thơm ngon về làm đây. Trời ơi, con gái gì mà ăn tới 9 cây xúc xích luôn vậy em? Có 9 cây lại mà 90 cây anh than dữ, lâu lâu dẫn em gái đi ăn mà. Anh chỉ lo cho em thôi, chứ xúc xích bên đó anh thấy khả nghi lắm á. Khả nghi gì mà khả nghi? Cái tiệm bên cạnh mà anh ăn á, 15 ngàn một cây, mắc như quỷ vậy. Em ăn cái tiệm đó là anh sạt nghiệp luôn á. Thôi đi về. A few moments later. Sao rồi em, khỏe lên chưa? Anh Sáu à ơi, tại chỗ kia đau bụng rỗng, bụng đau quá, bác sĩ xúc ruột em đau quá anh ơi. Đấy, ai bảo không nghe lời anh. Đây, bác sĩ cho em một bịch thuốc nè, uống 9 ngày nha, thay cho 9 ngày xúc xích nha em. Trời ơi, bịch thuốc ta đồng em uống ngày chắc em đi sớm quá à. Uống đi cho em khỏi. Anh, nói nghe nè. Sao? Anh đi điều tra cho em, rốt cuộc là bà bán xúc xích đó bán cái gì trong đó mà em ơi. Sợ bụng quá anh ơi. Rồi yên tâm, để em điều tra cho, tôi đi đây. Xúc xích đây, bà con ơi, xúc xích đây. Cô gái, cái cô bán xúc xích kế bên cầu á, nay đâu rồi? À, bà chuyển chỗ rồi. Sao lại chuyển? Thì bà bán đây được vài hôm bà chuyển chỗ khác à. Nay đây mai đó à. Không có cố định đâu. Mà sao? Sao tìm bà làm gì à? À, hôm trước em thử ăn xúc xích bên đó. Rồi bị đau bụng, rồi ngộ độc thực phẩm. Ủa? Phải đi xúc ruột đó. Vậy hả? Ừ. Ồ, nguy hiểm thế cơ à? Mà tớ hỏi này, cậu có biết nhà bà đó ở đâu không? Ở xóm nhà lá cuối hẻm nhà giàu kìa. Vậy hả? Sao? Tính tìm bà để đi phá án phải không? Đúng rồi. Ê, cho tao đi với, tao khoái mấy cái vụ trinh thám này lắm rồi nha. Vậy thì mình đi. Cho tí dẹp tiệp cái đó. Dẹp đi. Đây là xóm nhà lá cuối hẻm nhà giàu này sao? Vậy hả? Mình đi vô đi cùng cái. Đi. Ôi trời, thật gì mà thúi thế không biết. Quá trời thúi luôn rồi. Này phải đeo bao tay vô thôi. Thịt thúi quá trời thúi. Mà có giò này này. Thôi kệ, giò mẹ thì ngon, giò con thì béo. Cứ trộn lên chẳng ai biết cả. Ê Xoào, đây là chỗ bà làm xúc xích này. Ê, mình qua bên kia để nhìn cho rõ đi. Đi. Thối thế này mà không đeo bao tay vào, rửa thử bông mấy ngày cũng không hết thối đi chứ. Thế sao? Bà đang làm xúc xích trống kìa. Nhìn đồ. Ui, nhìn bẩn thế. Đây là công đoạn quan trọng nè. Cho bột hóa chất vào được khử mùi hôi của thịt nè. Tiếp theo là muốn thịt tươi thì cho hành theo vô. Đây. Muốn lời nhiều thì cho thêm bột mì vào. Để ngon hơn thì cho thêm gia vị mắm muối vào này. Thịt sẽ tươi ngon ngay. Cuối cùng là vắt xúc xích này. Đây, bỏ vô này. Rồi vắt ra.
Công nhận là mấy cái dầu tái chế này rẻ ghê á. 5.000 một lít thôi, xài tha hồ. Mà chai này nó xấu quá, mình phải chiếc lên mới được. Nhìn này, như là chai dầu mới luôn. Để coi hôm nay mình bán lời được bao nhiêu tiền nè. Ôi, được này, được cả 600 mấy luôn. Thôi đi shopping mua đồ thôi, đi thôi đi thôi. Ê, cậu thấy chưa, bà đi đi kìa. Ờ, đi đi, vào đi, vào đi. Ôi, ôi, ôi. Ôi, sao bà làm xúc xích mà thấy gớm này sao bảo. Ờ, tớ làm với bà bao lâu nay mà tớ không biết luôn á. Lên máy điện thoại ra quay lại đi sao bảo. Ừ, tớ chụp điện lại. Mấy cái chai tương này không có nhãn mác, cái này còn hết hạn sử dụng luôn này. Đấy à hả? Ừ. Ê, chụp hình lại sao bảo. Ừ, ghê quá. Rồi, mấy cái đồ này hèn chi em gái thôi, anh nhập viện là đúng rồi. Bà này bán hàng chả có lương tâm gì hết. Thôi, mình đi đi sao bảo. Mất công bà phải phát hiện ra là tôi chụp mình đó. Đi, đi thôi. Nay con đổi nghề rồi. Đổi nghề à? Ừ. Làm gì? Làm thám tử. Thám tử? Đi bán thì không lo rồi, nó mà thám tử. Ờ thật mà, hôm nay con làm thám tử tao đó. Thám tử ở đâu? Kể cô nghe nào. Thì ngày hôm nay á, có một cái vụ án đó là bắt quả tang cô bán hàng xúc xích bẩn. Cô nào? Cô á? Ừ. Mày lại cô mà nghe cô làm mà bẩn. Tao muốn đặt giúp cái chơi cô buôn bán à? Đúng rồi, tôi đến đây để phá án cô bán xúc xích bẩn. À, cái thằng hôm bữa mua hàng là chê đồ tao này. Tôi đã có bằng chứng hết đây rồi. Bằng chứng đâu? Mày mà vu khống, tôi tát cho răng môi lẫn lộn nha. Ngày hôm trước, em gái của tôi ăn 9 cây xúc xích tài khoản của cô. Và sau khi về nhà thì bị đau bụng và phải đi bệnh viện để xúc ruột. Rồi sao? Con bé em mày, anh bày, anh tùm lum quét. Bây giờ đồ thừa quét cô là sao? Nói sao cô đánh này nha. Trước khi đến đây, tôi và cô cải đã tìm đến nơi cô sản xuất xúc xích và phát hiện ra xúc xích của cô là xúc xích bẩn, được làm từ thịt thối. Cô đã ngâm qua hóa chất để trở thành những miếng thịt thơm ngon. Ngoài ra, chúng tôi còn đã ghi hình lại cảnh cô sản xuất xúc xích bẩn. Cô còn gì để cho cải không? Đây cô ơi cô, hình cô này có cả video HD luôn nha. Cải. Cô nói nè, cô với mày bạn hàng chung với nhau, thân với nhau vậy rồi. Mày nói cậu tha cho cô lần này đi, xóa giùm cô đi nhá. Ôi, cái này con không biết đâu, cô đi, thương lượng với bạn của con đi. Thôi, mời cô lên phường chúng tôi. Mời cô lên phường.